Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái chi tiết, cái cách mà xóa những cái video và những cái đoạn nhạc đã báo cáo vi phạm bản quyền trên kênh YouTube. Thì khi mà các bạn quay video vlog hoặc là quay những cái đoạn video clip mà tình cờ bị dính bản quyền của cái bản nhạc nào đó thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Thì bây giờ các bạn sẽ hướng dẫn màn hình để xem cách làm để xóa những cái đoạn nhạc và những đoạn video bản quyền đó nha. Ok, xin mời các bạn hướng dẫn màn hình. Rồi, trước tiên mình sẽ vào từng trang web Cốc hoặc là Google Chrome nha các bạn. Rồi các bạn sẽ vào kênh YouTube. Rồi đây là cái giao diện của kênh YouTube. Thì các bạn sẽ chọn vào cái bên góc phải màn hình là thì có cái logo kênh của bạn, thì các bạn sẽ chọn vào kênh của tôi. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào tùy chỉnh kênh. Đây là cái kênh thương hiệu, kênh phụ của mình lấy để làm video chia sẻ cho các bạn nha. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào tình duyệt, tình quản lý video nha. Kênh này mình cũng tạo cũng khá lâu rồi nhưng mà nó có nhiều vấn đề nên mình sẽ phải bỏ cái kênh này đi. Mình sẽ sử dụng để quay video hướng dẫn cho các bạn xem cái cách làm về YouTube nha. Thì đây là cái tình quản lý video. Thì các bạn sẽ, nếu mà cái kênh, cái video của bạn nó bị khiếu nại bản quyền thì nó sẽ gửi mail gì đó các bạn cũng đã sẽ biết video đó rồi. Các bạn sẽ vô tình quản lý video, các bạn sẽ tìm cái video mà cái YouTube nó gửi mail về cho các bạn đã vi phạm bản quyền đây. À, cái kênh video chẳng hạn như video này đã khiếu nại bản quyền nữa các bạn, chúng tôi đã phát hiện video này chứa nội dung có bản quyền, do đó người tải video không được kiếm tiền trên video này đó. Thì bạn sẽ làm thế nào với cái video này thì các bạn sẽ vào xem chi tiết. Rồi các bạn sẽ vào xem chi tiết nha. Nó sẽ hiện một cái bảng như thế này. Bạn sẽ thấy là cái video này nó sẽ không ảnh hưởng đến kênh của bạn. Các bạn sẽ coi những thông tin như thế này. Đây là cái thông tin vi phạm bản quyền của bạn, các bạn này. Nó sẽ bắt vi phạm bản quyền một khúc nhạc nữa các bạn. Nè, đây là chủ sở hữu nè các bạn. Nó đã khiếu nại về cái bản nhạc của các bạn nè, trong khoảng thời gian là 5 phút 08 cho đến 5 phút 38 nè. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý như thế nào với cái đoạn này. Bây giờ mình sẽ chọn vào cái mục hành động. Rồi kế theo là mình sẽ thấy ba cái mục như thế này. Mục đầu tiên là cắt bỏ một phần, một đoạn video, tức là mình cắt bỏ cái đoạn video đã dính bản quyền. Thứ hai là mình thay thế bài hát, tức là mình sẽ sử dụng một bài hát trên cái giao diện của YouTube đã cấp cho các bạn bài hát miễn phí. Khi mà các bạn nhấp vào đây thì YouTube sẽ hiện lên một loạt bài hát miễn phí để các bạn có thể chèn vào. Và cái mục thứ ba là tắt tiếng bài hát, tức là các bạn tắt tiếng tất cả những cái lờ hoặc cái tiếng trên video của các bạn là chỉ còn hình ảnh thôi, chiếu là chỉ chiếu hình ảnh thôi. Thì như vậy nó khá là bất tiện, nó làm cho video các bạn sẽ mất đi những cái hay, nó chỉ còn hình ảnh thôi. Bây giờ mình sẽ chọn những cái mục nào mà nó tương thích với cái video của các bạn. Nếu mà các video của bạn có chứa bản quyền ngắn như thế này thì các bạn sẽ chọn cái mục cắt bỏ video, tại vì nó rất là ngắn. Nếu mà bản quyền này nó rất là dài thì các bạn hãy thay thế bài hát.
chứ ít ai mà chọn cái tắt tiếng là nó mất hết tiếng từ đầu đến cuối luôn video. Rồi bây giờ nữa, cái video này nó bản quyền rất là ngắn nè, mình sẽ chọn cắt bỏ bài nhạc, rồi mình sẽ nhấp vô cắt bỏ phân đoạn, nó sẽ hiện lên thế này, nó sẽ hiện lên cắt bỏ phân đoạn thế này, rồi nó sẽ báo lại các bạn là hãy kiểm tra video của bạn trước khi tiếp tiếp tục. Tính năng sẽ cắt bỏ tất cả những nội dung như là thẻ, cái thẻ thông tin, quảng cáo hay là màn hình kết thúc các bạn đặt lên video này, nó sẽ mất hết các bạn. Các bạn sẽ tùy chỉnh và lại đặt lại sau. Tại vì nó cắt bỏ là nó xử lý cái video lại hết. Rồi. Các bạn chọn hãy xem trước nè. Mình sẽ cắt bỏ những cái khúc này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ tiếp tục. Rồi nó sẽ hiện lên cho nó hỏi các bạn một lần nữa. Video này vẫn duy trì là trạng thái đang hiện tại cho phép khi sử dụng khi xong. Còn các bạn sẽ được cắt bỏ. Rồi. Nó. Vậy là các bạn ngồi đợi một xíu thôi. Cho video này nó đang xử lý nè các bạn. Nó đang xử lý cái cắt bỏ những cái đoạn bản quyền đó các bạn. Thì các bạn cứ vậy là xong rồi, ok rồi, các bạn cứ ngồi đợi khi nào mà video xử lý xong thì nó sẽ mất đi cái hiệu này bản quyền cho các bạn. Rồi các bạn ngồi đợi xíu. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kèm những cái nhạc vô khi mà cái video của bạn dính bản quyền quá dài. Thì đây là cái khái niệm thứ nhất, cắt bỏ video trong trường hợp video các bạn bị khiếu nại bản quyền với một thời lượng ngắn. Rồi chẳng hạn như cái video này của mình là nó vi phạm bản quyền, một cái video nữa là dài. Đây chẳng hạn như video này các bạn khiếu nại bản quyền nha. Đây chẳng hạn như cái video này khiếu nại bản quyền là nó rất là dài nè các bạn, thấy không, nó tới 2 phút cho đến 3 phút mấy, là tức là nó tới 1 phút mấy luôn, 2 phút mà. Nếu mà cái vi phạm bản quyền này thì các bạn cắt bỏ video thì nó video của bạn sẽ khiến các bạn ngắn đi rất là nhiều, thì các bạn xử lý như thế nào? Thì bây giờ cái mình muốn giữ lại tất cả các video nhưng mà không khiếu nại bản quyền nữa thì các bạn sẽ làm như thế này. Các bạn vẫn chọn một hành động. Rồi với cái trường hợp này đó, thì các bạn không thể chọn ra cắt bỏ video nha, tại vì cắt bỏ video thì nó sẽ mất đi một đoạn rất là dài. Tùy theo video các bạn sẽ chọn vào thay thế nhạc, thay thế bài hát. Rồi mình sẽ thay thế bài hát nha. Nó sẽ hiện lên một cái giao diện thế này. Đó. Rồi các bạn đây ở dưới đây là có rất là nhiều bài hát mà YouTube nó sẽ cấp cho mình để mình thay thế vào cái bản nhạc có, cái loại nhạc có bản quyền này, thì các bạn lựa chọn một cái loại nhạc nào nó tương thích là 2 phút mấy. Thì bạn nghe thử. Đó, nghe thử á. Các bạn thấy hay 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 á. Thì các bạn thêm vào video. Đây, thêm vào video. Rồi. Thêm vào thì nó xuất hiện ở chỗ này. Nhưng mà nó không có ấy, các bạn sẽ kéo. Kéo khi nào mà các bạn thấy cái đoạn nhạc bản quyền mà nó xanh đi á, thì đó là nó sẽ khớp với cái các bạn sẽ kéo vô cho nó khớp với cái khúc mà có bản quyền đấy. Đó. Nó sẽ khớp với cái khúc mà nhà bản quyền, nếu mà các bạn bỏ chỗ khác thì nó đâu có ngay cái khúc bản quyền đâu, nó sẽ vẫn bị bản quyền các bạn, tại vì các bạn đâu có chèn ngay cái chỗ cái khúc mà nó vi phạm đâu.
các bạn hãy để cái đoạn nhạc ngay khúc vi phạm quyền nó xanh như thế này thì nó sẽ ok. Rồi như vậy thì mình sẽ tiếp tục là mình lưu lại. Bạn lưu thay đổi. Rồi nó hỏi bạn một lần nữa là quá trình có thể mất một mất hạt chút thời gian thì trong quá trình trong khi xử lý thì các lần chỉnh sửa thì người dùng có thể tiếp tục xem phiên bản hiện tại của video đó thì các bạn lưu lại. Rồi trong khi các bạn lưu lại thì nó sẽ xử lý video cho đến khi nào mà xong thì nó sẽ mất đi cái khiếu nại bản quyền đó. Chờ. Khi nào mà các bạn xử lý xong thì nó sẽ mất đi nha. Và xử lý lúc nãy giờ chưa xong. Nói chung là xử lý cũng khá lâu. Thì các bạn cứ để đó cho nó xử lý. Các bạn có thể làm những cái việc gì bất kỳ. Khi nào xong thì nó sẽ mất đi các bạn. Sau khi các bạn đã làm xong các bước thì video sẽ tiến hành xử lý cho video kênh YouTube của bạn thoát khỏi cái mục khiếu nại bản quyền này. Thì các bạn hãy đợi một xíu và cho nó xử lý video xong thì các bạn sẽ hoàn thành. Rồi, xin chúc các bạn thành công xóa những cái khiếu nại bản quyền trên video của mình nha. Rồi, xin chào các bạn. Thì từ nãy giờ mình cũng đã chia sẻ những cách để xóa bỏ những cái đoạn nhạc hoặc đoạn video này đã bị báo cáo vi phạm bản quyền. Thì các bạn có thể làm như thế để khi mà kênh mình đã bị vi phạm bản quyền thì các bạn thấy video này hay và hữu ích hãy đăng ký, chia sẻ và like video để ủng hộ cho những cái video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.